Chị Mai ơi, chị Mai ơi, em báo cho chị tin vui là chiều nay em sẽ qua chỗ bạn Thí, em mua 12 hộp sữa. Em mọi người khen cái em cũng nôn nao á. Em phải mua, kỳ này em phải mua về cho con em uống, cho cả nhà em uống mới được, em phải trải nghiệm mới được. Mà mua mua cái đó xong rồi chuẩn bị mua máy kiềm Em sẽ cố gắng. à, Hôm nay em tại ham vì quá không biết cái rồi. phiếu đó có giá trị tới chừng nào nhỉ. Đây là 31 tháng 12 chị. À hết năm, ok không sao. Tức là Thì bỏ giờ tới luôn, bỏ đó vẫn còn bỏ ống kịp, còn không bỏ ống thì vẫn còn làm thủ tục đi luôn. vay được. Tất cả vì sức khỏe anh chị. Mai ơi nào Mai, giờ con dạ cống hiến nhiều quá rồi, giờ phải lo em cho sức Hồng khỏe. Mai hỏi gì? Dạ à, Hồng chị nghe nè. Hồng Hôm qua chị hỏi em là cho giấy, cho em tài khoản có giấy chứng minh nhân dân gì không chị? mình sẽ gửi gửi giấy chứng minh qua Zalo trước, tài khoản số điện thoại trước, mình đăng ký trước, rồi sau đó trong vòng 1 tuần mình sẽ bổ sung hồ sơ sau, mình sẽ bổ sung hình ảnh với lại giấy chứng minh công chứng sau. Dạ. Lúc mà các bạn chưa làm việc với công ty thì nó sẽ chưa có vấn đề gì, mà khi chúng ta bắt đầu làm việc với công ty, bắt đầu tham gia vào một cái môi trường mới, sẽ có những con người mới, sẽ có những cái quan điểm khác với chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ phải tập thích nghi dần, chứ nếu không á là chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vì mỗi một công ty nó có thế mạnh riêng, DLC thì sẽ không so sánh với các công ty tỷ đô được, vì DLC là công ty còn non trẻ, mọi thứ đều còn phải hoàn thiện dần, và cái sự hoàn thiện đó phụ thuộc vào tất cả chúng ta ở đây, cho nên chúng ta không nên đòi hỏi kỳ quá nhiều về công ty. Công ty chỉ có 3 thứ cho chúng ta mà thôi. Thứ nhất đó là sản phẩm cực tốt, thứ hai đó là sản phẩm giá tốt, thứ ba đó là chính sách trả thưởng tốt. Còn lại những thứ khác thì chị em chúng ta sẽ bù vào những cái gì mà công ty còn thiếu sót. Các anh chị có sẵn sàng làm điều đó không ạ? Chúng ta chuẩn bị sẵn cái tâm lý đó đúng không ạ? Để chúng ta không có bị sốc khi mà chúng ta đối mặt với cái việc gì đó mà công ty chưa có hoàn thiện. Và bây giờ thì đã tốt lắm rồi. Còn các anh chị phải biết là Mai á, trước đây Mai là những người đầu tiên, cho nên là phải phải hội công ty để hoàn thiện nó. Chứ không có đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở công ty. Vì ai cũng biết là thành công của mình đến từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài. Cho nên một công ty nào đó mà cho chúng ta nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân thì chúng ta sẽ thành công lớn. Cho nên các anh chị phải trân trọng lấy cái cơ hội này. Chứ có so sánh là sao công ty kia nó được như vậy, công ty kia nó được thế kia, công ty kia nó được thế nọ, mà công ty kia như vậy, tại sao ông sếp này khó khăn, tại sao ông sếp thế này thế kia. Chúng ta đừng có so sánh như vậy, tại vì so sánh như vậy sẽ làm cho chúng ta mất đi cơ hội của mình, làm cho chúng ta không vui khi chúng ta làm việc. Các anh chị có đồng ý với Mai không ạ? Dạ, dạ đồng ý. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mọi thứ đều không có hoàn hảo, chỉ chúng ta làm cho nó hoàn hảo mà thôi. Chúng ta từng bước hoàn thiện bản thân và từng bước cho công ty trở nên hoàn hảo, thì đó là công lớn của các anh chị, đó là công của những người tiên phong, của những đi đầu, và sau này 10 năm, 20 năm các anh chị trở thành founder, những người gọi là những người đi đầu, những đàn anh đàn chị và có tiền trong tài khoản hàng triệu đô. Lúc đó là các anh chị cảm thấy rất là cảm ơn, rất là biết ơn mình vì vì những cái sự gọi là sự chịu đựng, sự uất ức của mình, sự bực bội của mình ngày trước mình đã chấp nhận được. Đúng không ạ? Mình đến đâu mình cũng sẽ gặp những cái điều mà mình không thích, cho nên những cái rào cản mà chúng ta thường gặp á, thứ nhất đó là cái rào cản mà lớn nhất mà chúng ta thường gặp đó là mối quan hệ, đó là mối quan hệ, cái sự tương tác giữa mình và con người, với những con người xung quanh, với hệ thống, với tuyến trên, với tuyến bạn, với tuyến ngang, với giám đốc, với nhân viên của công ty, là chúng ta sẽ tương tác nhiều với con người. Vì vậy chúng ta sẽ xảy ra xích mích, sẽ xảy ra xung đột, sẽ xảy ra rất là nhiều thứ không thoải mái. Và cái rào cản đó chúng ta phải là người vượt qua, chúng ta phải
thích nghi được ở bất kỳ môi trường nào, cho dù họ như thế nào thì chúng không có, không thể nào làm cái rào cản mà có thể chắn được, có thể chắn ngang được cái con đường đi đến mục tiêu của mình. Vì mình quá nhỏ bé cho nên mình mới lùi bước trước cái điều đó, đúng không ạ? Nếu chúng ta lớn lên thì những cái điều đó nó rất là nhỏ bé, vì vậy không có cái gì mà có thể cản trở được mình hết. À, tất cả những cái rào cản đó chỉ là gì? Chỉ là thử thách nhỏ xíu với mình mà thôi. Các anh chị có đồng ý không ạ? Có đồng ý với Mai không ạ? Dạ đồng ý. Mình chuẩn bị sẵn tâm lý như thế là Mai bảo đảm các anh chị sẽ không bao giờ gặp bất cứ cái gì mà gọi làm cho mình buồn phiền, làm cho mình bực bội, khi mình chuẩn bị sẵn tâm lý như thế. Rất là cảm ơn các bạn. Bởi vì chúng ta bị cái rào cản đó rất là nhiều. Chúng ta thường là các bạn, công việc này là công việc làm chủ, chúng ta tự quyết định, chúng ta muốn đến thì đến, chúng ta muốn đi thì đi, không ai cản trở mình. Cho nên chúng ta rất là dễ bị tự ái, chúng ta rất là dễ bị bất mãn, chúng ta rất là dễ bị bực bội, hay là ghét cái thằng cha đó, là ghét cái con mẹ đó. Cho nên mình không làm thì điều đó vô tình gì ạ? À? Vô tình mình lại quá nhỏ bé, mình lại thua cái rào cản đó, mình nhỏ bé quá, mình không vượt qua được cái rào đó, như vậy là quá thiệt thòi cho mình, cho nên mình không thể như thế được, đúng không ạ? Đó là chuyện nhỏ, đó chỉ là rác, đúng không? Cái gì mà nhận được thì nhận, cái nào nhận không được thì mình vứt đi, cái nào mà hay thì mình đem về, cái nào không hay trả cho người ta, chứ mình lấy về nhà làm chi, đúng không ạ? Đấy, quan điểm của Mai là như thế, mà Mai làm trên tinh thần như thế cho nên Mai mới có thể sống sót tồn tại tại DLC, một công ty bắt đầu mà chưa có cái thứ gì hết cho tới bây giờ. Nếu không là Mai không thể nào sống nổi, các anh chị không thể nào sống nổi. Cho nên Mai có kể cho các anh chị là con đường thành công của mình không có trải đầy hoa hồng, con đường thành công của mình không có trải thảm đỏ cho mình đâu. Con đường thành công chứ không phải con đường thành công tại DLC, mà con đường thành công là bất kỳ ở đâu cũng vậy, kể cả DLC hay bên ngoài cũng như thế, không có khác. Đó là chung, con đường thành công là như thế. Và mình phải đối mặt với những cái thử thách, mình phải đối mặt với những cái rào cản, mình phải đối mặt với những cái điều cho mình thoải mái. Có những cái nỗi đau, có những cái nỗi uất ức, có những cái nỗi nhục nhã mà mình phải đối mặt với nó, mình phải vượt qua nó, mình phải chứng tỏ mình mạnh hơn những cái thứ đó. Mình phải chứng tỏ mình mạnh hơn những thứ đó, mình vượt qua nó, chứ mình không thể nào thua kém những thứ đó được. Vì vậy mình sẽ đi tới thôi, mình không bị đi lùi. Như vậy con đường thành công của mình không có ai có thể cản trở. Nghe anh chị. Hay quá chị ơi. Sáng nay làm tư tưởng cho các bạn chút xíu. Bởi vì chúng ta sắp sửa mà gọi là gia nhập vào một cái tổ chức. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái điều không thoải mái. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều không thoải mái. Và nhớ là không có cái điều gì có thể cản trở bước tiến của mình. Không cho phép điều nào, không cho phép bất cứ ai cản trở bước tiến của mình. Không biết à, dạng hết ly rồi đó. Chỉ có mình cho phép thì nó mới cản thôi. Còn mình không cho phép thì không có điều gì, không có ai có khả năng cản trở mình cả. Các chị thấy Mai bên ngoài rất là yếu đuối nhưng mà bên trong sao ạ? Không yếu một chút nào, đúng không ạ? Không yếu một chút nào. Vì Mai đã vượt qua rất là nhiều cái mình phải vượt qua, mình phải chiến đấu để mà sinh tồn. Mình phải chiến đấu để sinh tồn rất là nhiều lần. Cho nên là nó hung đúc cho cái con người mình trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua hết cái chướng ngại để giúp cho mình đạt được cái điều mình muốn. Còn những người nào mà được trải thảm từ bé thì lại gặp cản trở. Đúng không ạ? Các anh chị mà xưa nay các anh chị được trải thảm, các anh chị cảm thấy thoải mái, ở trong cái vùng an toàn của mình, cảm thấy rất là thoải mái, thì các anh bước vào một cái tổ chức, bước vào một cái môi trường mới, các anh chị sẽ gặp cản trở rất nhiều luôn, mà chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó, để đối mặt với nó, và để vượt qua nó. Cảm ơn các anh chị. Gì không? Có thể là góp một chút phần vào cái tổ chức của mình, để cho cái tổ chức của mình tất cả chúng ta mỗi ngày được hoàn thiện bản thân hơn, để chúng ta thành công nhanh hơn. Ở nơi đây là mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh, mỗi một người sẽ có cái điểm hay, chúng ta chỉ lấy cái điểm hay của nhau mà thôi.
chúng ta chỉ ghép lại những cái điểm hay của chúng ta gộp lại để sử dụng cho hệ thống của chúng ta mà thôi. Chúng ta không lấy điểm dở, chúng ta chỉ lấy điểm hay thôi. Chúng ta sử dụng cái điểm hay mà thôi. Được không các anh chị? Dạ được. Ok. Rồi, cho nên là Mai cũng đã tận dụng cái bài thể dục của cô Trần Lan ha. Cô Trần Lan vào đây là bắt đầu đã cống hiến, đã đóng góp cho tổ chức của mình một cái bài tập luyện rất là hay luôn. Tập xong là thấy năng lượng bừng bừng lên, là thấy người nóng lên. Đó, đó là một cái. Nếu như có một mình Mai thôi thì sẽ không có cái điều đó, không có cái điều tuyệt vời đó, đúng không ạ? Nhờ các anh chị, nhờ sự đóng góp của các anh chị, nhờ sự cống hiến của các anh chị, cho nên tổ chức của chúng ta sẽ trở nên gì? Trăm hoa đua nở, đúng không ạ? Muôn màu muôn vẻ. Anh chị có thích một tổ chức như vậy không ạ? Có không ạ? Các anh chị có thích một tổ chức mà ai cũng được gọi là phát huy năng lực của mình, mỗi người mỗi vẻ. Và chúng ta Mai nhắc nha, Mai nhắc là các anh chị là những gì chúng ta thích hãy mang về, những gì chúng ta không thích đừng mang về, nhớ nha. Không thích thì phải trả lại cho cái người cho đấy. Ví dụ như những gì mà Mai nói là các anh chị thích thì các anh chị hãy nhặt nó về, nếu các anh chị không thích hãy trả lại cho Mai, nhớ nha. Ok, cảm ơn các anh chị. Rồi thôi, Mai nói nhiều lắm rồi, bây giờ tới các anh chị đi. Anh Sơn có ý kiến gì không ạ? Anh Sơn có đóng góp gì cho tổ chức của anh? Anh thì anh nghĩ đơn giản thôi. Ưu tiên cho người mới. Tất cả mọi người chúng ta đến đây thì để cùng nhau mà hoàn thiện bản thân và tất cả mọi người để đi đến cái đích nó tốt đẹp hơn. Đơn giản thôi thì cái gì hay thì mình học, mà cái gì dở thì mình không nghe, không mang theo. Dạ đúng rồi, cái dở đừng mang theo. Còn ai có nói mình như thế nào cái đó không quan trọng, quan trọng là mình thấy nó như thế nào, có đúng hay không, và mình có nên làm theo cái điều đúng đó hay không thôi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Còn em bởi vì hôm mà anh xem em chia sẻ thì anh cũng rất là xúc động, bởi vì anh vẫn nói là khi mà anh xem thì anh cảm thấy là anh có năng lượng. Bởi vì anh cũng người vấp ngã rất là nhiều. Nhưng mà khi anh thấy rằng là mình đã vấp ngã như vậy, mình đã phải chịu những hoàn cảnh như vậy, nhưng so với em thì anh chẳng là cái gì cả. Cho nên là đó là cái điều làm cho anh có năng lượng đến ngày hôm nay. Và hôm nay là anh đang ngồi trước bạn em đây là cũng nhờ cái hôm mà anh xem cái đó. Dạ okay. Em rất là cảm ơn anh. Còn sau này thì có gì chúng ta sẽ nói với nhau sau, vì anh là người mới thì anh lắng nghe, vì anh thích lắng nghe hơn là nói. Vâng, em cảm ơn anh. Mình phải lắng nghe để như thế nào đó, chứ mình chưa biết cái gì mà bây giờ mình tham gia thì cũng hay. Dạ. Cho nên, khi mình để thành công trong một môi trường á, cái môi trường rất quan trọng. Cái người mới bắt đầu vào cái ngành này 1-2 năm sẽ tìm hiểu rất nhiều về sản phẩm, tại vì họ lo lắng, họ chưa có niềm tin với cái người tuyến trên của họ, cho nên là họ rất là lo lắng, không biết là sản phẩm có tốt hay không, lỡ mình dùng vô thì không sao, lỡ mình chia sẻ cho người khác mà nó có vấn đề thì chết đó, thì mất uy tín chết đó. Đó là cái điều lo lắng của một cái người mới, cho nên là họ sẽ tìm hiểu xem cái sản phẩm này có tốt hay là không tốt, thật hay là không, giống như những điều người ta nói hay là không. Cho nên là những người mới vào cái ngành này thì chúng ta biết chắc là họ sẽ hỏi cái câu đầu tiên là sản phẩm làm sao đó, sản phẩm làm sao, sản phẩm có tốt không, cho mình xem sản phẩm, cho mình tìm hiểu về sản phẩm. Đó là những người đầu tiên đến với ngành này khi chưa có tin tưởng nhiều về cái người chia sẻ cho mình, thì họ sẽ làm. Những cái người có kinh nghiệm gọi là lâu năm hơn một chút, khoảng chừng 3 năm tới 5 năm thì người ta biết tìm cái sản phẩm tốt chưa chắc đã thành công. Bắt đầu người ta tìm hiểu đến cái chính sách trả thưởng, tại vì khi 5 năm làm việc cống hiến và đến khi được nhận tiền thưởng thì nó không phải giống như cái thứ mà mình biết khi mình mới bắt đầu. Cái chính sách mình hiểu không đúng với cái mà mình suy nghĩ ban đầu. Người ta chia sẻ cái chính sách mình nghĩ nó không đúng,
mình hiểu, mình tưởng là mình hiểu như thế, nhưng mà đến khi mình đạt được thì nó không phải là như thế, nó không đúng với cái ban đầu. Cho nên gì, bắt đầu có kinh nghiệm, rút thêm được kinh nghiệm là lần sau đi tìm hiểu, bắt đầu tìm hiểu rất là kỹ về chính sách là nhiều lần như vậy đó, bắt đầu sẽ tìm hiểu kỹ về chính sách. Và sau khi tìm hiểu về chính sách, họ bắt đầu, họ có kinh nghiệm rồi, 5 năm rồi, làm cũng khá là tốt. Nhưng mà khi hệ thống lớn lên một chút xíu thì họ thấy nó lại sụp đổ. Như vậy chính sách cũng không phải là cái thứ sự thành công, sản phẩm không phải, chính sách cũng không phải. Như vậy là cái gì vậy? Cái gì nó quyết định à? Yếu tố con người. Nó là cái môi trường của mình. Nó là cái môi trường của mình. Cho nên cái môi trường của mình, cho dù cái chính sách nó có khó đến đâu, cho dù cái sản phẩm của mình nó có đắt giá đến đâu, thì nếu mà chúng ta đồng lòng với nhau thì chúng ta vẫn có thể thành công được. Chúng ta đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau hoàn thiện bản thân, chắc chắn là con đường mình đi sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không có sự đấu đá cạnh tranh soi mói tính toán, thì lúc đó cuộc sống của mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Đúng không các anh chị? Đúng không ạ? À, những gì mà Mai đã trải qua, những gì mà Mai đã tính sẵn, những gì mà Mai đã tìm hiểu sẵn, nếu các anh chị tin tưởng vào năng lực tìm hiểu của Mai, năng lực lựa chọn của Mai, thì các anh chị chỉ cần tin Mai thôi, không cần phải tìm hiểu bất cứ thứ gì. Và đây chỉ cần tin vào cái khả năng lựa chọn của Mai, tin vào cái năng lực làm việc của Mai, thì các anh chị không cần phải tìm hiểu bất cứ thứ gì, chỉ cần tin Mai là đủ. Nhưng mà chủ tịch á, thì chủ tịch nói các bạn đừng có tin tôi, các bạn hãy xem những gì tôi làm, các bạn đừng có tin tôi. Và Mai hôm nay Mai cũng nói điều đó, Mai cũng sẽ không chỉ mình, Mai cũng sẽ nói điều đó. Các anh chị đừng có tin Mai, các anh chị hãy thử và hãy xem những gì Mai làm. Các anh chị không cần phải tin Mai, các anh chị hãy tìm hiểu đi, các anh chị cứ thoải mái mà tìm hiểu đi. Còn đương nhiên là một cái sản phẩm cũng có hiệu quả thì nó cần rất là nhiều yếu tố, cần chúng ta biết cách sử dụng. Dạ, sản phẩm nào cũng có thể có hiệu quả, ngay cả thực phẩm thông thường vẫn có thể hiệu quả đối với sức khỏe của mình, thì thực phẩm chức năng không có lý gì mà không có hiệu quả, chỉ từ khi chúng ta không biết sử dụng nó, chúng ta dùng không đúng thôi. Chứ là cứ thực phẩm chức năng, cứ chúng ta biết cách ăn, biết cách dùng sản phẩm là nó sẽ có hiệu quả. Còn hiệu quả nhanh hay chậm mà thôi. Còn lại là hiệu quả nhanh hay chậm. Nếu mà cái hàm lượng nó đủ thì cái hiệu quả chúng ta sẽ nhanh hơn. Còn cái hàm lượng nó không đủ thì nó sẽ chậm hơn. Chứ không thể nào là không có kết quả. Nếu chúng ta biết cách, chúng ta đã học cái cách ăn uống, cái cách sử dụng dinh dưỡng, thì khi chúng ta biết cách sử dụng dinh dưỡng thì chúng ta chỉ cần phân chất nó ra thôi. Chúng ta không biết nó là cái sản phẩm gì, cái tên gọi nó là gì đều không quan trọng. Quan trọng là trong đó nó có cái chất gì, chúng ta sử dụng khi nào, chúng ta sử dụng nó để nó giải quyết được chuyện gì là ok. Tên gọi nó là gì đều không quan trọng. Quan trọng nó là cái chất gì và hàm lượng của nó là bao nhiêu. Đó, thì chúng ta chỉ cần biết là 6 cái nhóm chất cơ bản là chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất đường, chất bột. Thông thường bên ngoài sẽ gộp hai cái này lại một. Đường bột gộp chung lại là carbon hydrate, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Dạ đúng. Hai cái này không thể gộp là một. Cái này, hai cái này là hai cái khác nhau, chúng ta không thể gộp là một nha các anh chị. Hai cái món này là hai món hoàn toàn khác nhau, cung cấp năng lượng cho các cơ quan khác nhau, không giống nhau, cho nên không thể gộp là một được. Khi chúng ta biết được điều đó thì chúng ta thấy trời ơi, cuộc đời này nó tuyệt vời lắm luôn. Khi chúng ta dùng đúng dinh dưỡng thì cái não của chúng ta vô cùng thoải mái, rất là nhẹ, rất là thoáng, mà rất là nhạy bén, rất là linh hoạt, và không có nổi nóng, không có bực bội, không có gì hết nếu chúng ta dùng đúng dinh dưỡng. Và gọi là cái khả năng xử lý thông tin của chúng ta rất là nhạy bén, trí nhớ chúng ta sẽ rất là tốt. Đấy, chúng ta dùng dinh dưỡng đúng thì chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Cho nên là những ai mà nói là tôi không có tôi
Tôi trí nhớ không có tốt, trí nhớ bạn không tốt, không sao, vì bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng cho mình, cho nên một thời gian dài thì bạn trí nhớ bạn không tốt thôi. Bây giờ có thể sửa chữa, bây giờ có thể bắt đầu sửa chữa. Dạ, em nghe chị Hậu. Ai sao Hậu hỏi một chút, mình có con gái đầu ấy, dạ. Năm nay học lớp bắt đầu học xong lớp 12, cháu thì hay bị cứ đến cái tháng là hay bị đau bụng, mà lại cũng là Hậu cũng tìm hiểu không biết là bị nóng hay bị nhiệt hay là bị hàn, vì là chân tay thì cháu thì lạnh nhưng mà lại đi ngoài thì bị táo mà môi hay bị khô ấy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng thế nào chị Mai nhỉ? Nước tiểu của cháu như thế nào? Dạ. Ha. Ha. Nước tiểu tầm 3 đến 4 giờ chiều. Mình sẽ xem nước tiểu tầm 3 đến 4 giờ chiều. Nước tiểu thì cháu ít đi cháu khoảng 3-4 tiếng đi lần. 3-4 tiếng đi lần là bình thường, nhưng mà nước tiểu vàng thì là không được. Nước tiểu vàng thì là không được. Có à, vàng phớt phớt vàng thôi. Trong nước tiểu trong mà phớt phớt vàng hơn. Nước tiểu vàng vàng thì mới được. Dạ, còn mình nhìn thấy nó mà vàng là không được rồi. Như vậy có nghĩa là một là bé thiếu nước, hai là bé thiếu đường. Đường thì cũng làm cho cái thân nhiệt của mình tự động nó hạ xuống. Vì thiếu đường giả nhiệt, mà nếu mình thiếu đường lâu dài thì thân nhiệt của mình sẽ hạ xuống. Thân nhiệt của mình mà nó cao lên thì mình cơ thể của mình sẽ bị sốt. Cho nên tự động cái cơ chế của cơ thể của mình sẽ hạ nhiệt xuống, hạ nhiệt cơ thể xuống. Và sau đó lâu dài thì sẽ làm cho mình bị lạnh tủy, bị suy tủy. Nó cũng thiếu đường, nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra điều đó, chứ không phải là chỉ có thiếu béo không đâu. Bé thì hay bị kiểu giống như là sao nhỉ? Huyết áp luôn luôn thấp mà nhịp tim thì lại cao. Hỏi giúp em, nếu bé nước tiểu vàng thì chắc chắn là bé thiếu đường rồi đó. Bé thiếu đường ban ngày thì sẽ bổ sung thêm đường cho bé, và ban đêm sẽ bổ sung. Dạ. Cân lại xong xong sau đó mới bổ sung. Để cho cân, có nghĩa là cơ thể của mình nó phải cân bằng, xong rồi sau đó mình hãy bổ sung. Còn bây giờ mình bổ sung vào thì nhiều khi nó không đạt được hiệu quả cao, mà nó cũng không phải là giải quyết cái triệt để cái gốc của nó. Dạ. Cân bằng nó trước. Nước tiểu vàng thì cho bé bổ sung thêm đường buổi sáng, có 20 kg là uống 1 lít, uống lai rai chứ không phải uống lần nha, uống lai rai từ sáng tới trưa, thậm chí tới chiều đó, uống lai rai ra. Mình bắt đầu chưa bao giờ dùng thì chúng ta sẽ dùng 1 ly trước đó. Hơn sau chúng ta dùng 2 ly, xong rồi hơn sau nữa chúng ta bắt đầu tăng lên 3 ly, để cho cơ thể chúng ta từ từ thích nghi vào, từ từ nó thích nghi đó, nó dần dần như thế. Tăng cho đến khi mình uống được 20 ký thể trọng á, là 1 lít. Mình pha nước chanh đường, hơi nước chanh đường hơi hơi vừa vừa uống. Tóm lại là uống mà thấy ngon. Uống mà thấy ngon, đừng quá ngọt cũng đừng quá chua, nhưng mà uống phải thấy ngon. Và kèm thêm nước lọc để cho bé uống. Và cho bé uống luôn cho tới nếu như lúc tiểu vàng thì cho bé uống luôn cho tới 6 giờ chiều. Nếu lúc tiểu vàng thì cho bé uống luôn tới 6 giờ chiều. Sau 6 giờ chiều thì không cho uống nữa. Sau 6 giờ chiều sẽ không cho bé uống nữa. Nếu mà bé lạnh thì buổi tối bổ sung cho bé thêm một gói canxi, 3 viên tảo, 1 viên dầu cá. Với lại có sữa Oslac thì sẽ 2 muỗng Oslac, có nghĩa là bộ tủy của mình á, bộ tủy của mình sẽ dùng cái liều nhỏ như thế để cung cấp năng lượng, cung cấp dinh dưỡng cho tủy. Ban ngày mình cung cấp cho não, buổi tối mình cung cấp cho tủy một chút đó thôi. Nếu mà bé nước tiểu trắng, bé nước tiểu trắng thì chúng ta sẽ phải dùng dinh dưỡng ngược lại, chúng ta sẽ dùng dinh dưỡng buổi sáng
chúng ta cũng phải dùng buổi sáng, buổi sáng thì cho dùng một chút năng lượng cho não đi, còn buổi trưa với buổi chiều là chúng ta sẽ dùng năng lượng cho tủy, năng lượng dương. À, sau này anh Sơn sẽ vào anh Sơn học, anh Sơn sẽ biết được là cái chất nào là âm, chất nào là dương. À, ví dụ chất đường của mình là lạnh, là chất để giải nhiệt cơ thể, chất để làm lạnh cho cơ thể. Còn chất béo là chất để làm nóng cơ thể, hai cái đó nó ngược nhau. Cho nên hai cái này lúc nào bổ sung là phải cân, lúc nào phải cân, thấp cũng phải cân mà cao cũng phải cân. Dạ, đúng rồi. À, ở cái giống như là nhiệt độ rất là thấp, năng lượng của mình rất là thấp thì mình cũng phải cân bằng nó. Và khi dần dần mình bổ sung dần dần lên cao thì cả hai cùng nâng lên. Đó, lúc nào nó cũng phải cân bằng. Và chất đạm với chất bột cũng vậy, cũng sẽ cân bằng. Đương nhiên trong cơ thể của mình hiện tại là mất cân bằng. Cơ thể của mình bệnh là đang mất cân bằng. Như vậy cái nào mình thiếu thì mình bù nó vô cho nó đầy. Để nó cân. Đó. Chỗ nào thiếu thì bù cho nó, đổ cho nó đầy đi đã. Nó đầy, nó cân đi đã. Lúc đó chúng ta sẽ ăn uống theo cái chế độ cân bằng âm dương. Đó là sáng ăn cho não, buổi trưa thì mình ăn cho hello chị Dược. Buổi trưa thì mình ăn cho cơ bắp, lục phủ ngũ tạng. Buổi tối thì mình sẽ ăn cho tủy. Đó, mình sẽ có 3 bữa ăn cho 3 cái cơ quan quan trọng. Mai ơi, cho em nó hỏi cái, tức là em vẫn thường thường xuyên, tức là cho cháu uống nước mật ong ấy, thì bây giờ mình cứ pha uống cả ngày hả chị? Đúng rồi, mình sẽ pha và mình uống lai rai cả ngày. Buổi sáng sớm mình nên uống một ly nước lọc cái đã. Mình nên uống một ly nước lọc, nếu mà có nước kiềm thì mình nên uống một ly nước kiềm. Mình nên uống buổi sáng một ly nước kiềm đậm nhất á. À, ví dụ cái máy kiềm của công ty thì kiềm là nước kiềm số 4. Đó, mình sẽ uống cái nước kiềm số 4 đó. Mình pha ấm. Mình nấu lên một chút, mình đun lên một chút để mình hoàn toàn không nấu để nguội nha. Nghĩa là nước kiềm phải là nước kiềm tươi, xong sau đó mình nấu một chút rồi mình pha. Nó khoảng chừng 1/4 cái ly á. 1/4 cái ly, 1/4 nóng, còn lại 3/4 là lạnh, 3/4 là lấy nước kiềm tươi để nó không phá hủy cái chất chống oxy hóa ở trong đó. Đó, mình sẽ sáng sớm mình nên uống một ly nước kiềm. À, sau đó mình hãy uống nước chanh đường hay là chanh mật ong gì đó, mình sẽ pha loãng. À, tốt nhất là mình pha một ly đi, mình uống hết, lai ra mình uống hết đi. Rồi mình không cần phải pha cả lít. Nếu mà mình đi đâu xa thì mình buộc phải pha cả lít, bỏ vô trong chai. Bỏ vô trong cái bình, mình mang theo mình uống dần dần. Trời, Mai ngồi ở nhà nhưng mà cũng chơi cho một bình, tại vì làm biến đi pha. Cho nên là pha luôn, ngồi tại chỗ làm luôn. Để ngồi làm là biến đi lắm. Đó, cái tập nó cũng cái bệnh, cái đó cũng là cái bệnh đó. Cho nên mình không nên làm biến. Cảm ơn chị Mai. Dạ. Không nên làm như thế, không nên lười biến giống Mai nha. Vì Mai, nhiều khi Mai nhiều việc, Mai điện thoại cho mình, tại Mai nhiều việc, cho nên là Mai làm. Cái mình pha từng ly thôi, pha từng ly mình uống hết, mình pha cái khác để cho mình có cơ hội đi lại, đi tới đi lui, có cơ hội để vận động. Rồi còn anh chị nào hỏi gì nữa không? Anh chị nào có hỏi gì nữa không? Cảm ơn chị Mai, cảm ơn mọi người. Dạ, ok. Mấy hổm rài, mấy nói luôn, hổm rài là mấy nợ các anh chị cái bài tư vấn số học ngày chủ nhật nha. Mấy hẹn các chị ngày chủ nhật mà sẽ trả nợ hết tất tần tật các anh chị được không ạ? Các chị chuẩn bị thời gian nha, chủ nhật mà sẽ trả nợ hết trơn luôn, hổm rài. Ai mà thiếu nợ thì chủ nhật mà sẽ trả hết nha. Thì bữa nay không coi bói hả chị Mai? Coi bói. Để Mai xem, có ai có câu hỏi gì không, nếu có thì Mai sẽ trả nợ cho em. Em hỏi chị, em hỏi để em coi cái. Ở đây có nhiều dịch vụ lắm Sơn. Hai em PC không đủ xài cho nên phải coi bói kiếm thêm á. Và anh Sơn sẽ nhìn thấy là em có rất là nhiều tài lẻ. Không thấy. Tài lẻ để chọc mọi người vui thôi. Rồi chị Mai, em hỏi nè chị. Ok. Em có người khách. Chỉ là 80 kg. Mà chiều cao 1m67, 45 tuổi. Rồi sao?
À, nước tiểu chị thì vàng đậm. Ừ. Rồi, nước tiểu vàng đậm mà tay chân thì không lạnh, mà tay chân không lạnh. Ừ. Thỉnh thoảng mới bị mất ngủ. Ừ. Mà chỉ bị viêm thanh quản với hai cái vai á, mỗi vai chị nó trằn, nó nặng lắm. Ok. Rồi hai đầu gối cũng mỏi. Mỏi cũng mỏi hai đầu gối nặng hả? Ok. Thừa bao nhiêu ký? À, là như đó đó chị. Thừa bao nhiêu ký? Tính chưa? À, em thừa. Em chưa có tính. Tính đi. Chỉ thừa 16 ký. À, thừa 16 ký thì nguy cơ gì? Nguy cơ gì? Nguy cơ của chị là những cái nguy cơ gì? Đau béo phì, tim mạch. À, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp, nguy cơ ung thư luôn. À, đường tiêu hóa tốt. Nhưng mà chị... à, nói chung chị là chị mới nói bị chung xương là khớp. Pantalon hết rồi. 16 ký. Pantalon hết rồi. Cho nên là nước tiểu nữa thì bây giờ chị này, cái não của chị rất là nguy hiểm nha. Não chị rất là nguy hiểm, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nha. À, rất là nguy hiểm, cho nên có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ nói là tôi khỏe. À, Mai đã cảnh báo với trường hợp này ha. Cảnh báo là có thể đột quỵ bất cứ lúc nào, cho nên lập tức nhanh chóng phải giải nhiệt cơ thể nhanh lên. Uống nước đường, uống nước chanh đường nha. Uống nước chanh đường thì nó đã hết đau vai gáy vì cái trường hợp của chị đó. Uống nước chanh đường thay thay thức ăn để ra. Giờ năng lượng nó nghẹt cứng hết, nó làm cho máu huyết không có lưu thông được. Cho nên là bắt buộc phải chanh đường để xả năng lượng ra. Não cung cấp đủ thì não mới điều khiển được ở dưới. Còn não không cung cấp đủ năng lượng cho não, não nó không điều khiển được. Nó gọi là lực bất tòng tâm. Ở trên nói và dưới không có nghe, và ở trên nói không nổi, ở dưới nó muốn làm gì nó làm. Cho nên là phải cung cấp năng lượng cho não để giải nhiệt cho cơ thể trước, làm thông cơ thể, thải ra, gọi là xả hay là gọi là xả năng lượng. Quá thừa, quá dư, quá tắc, cho nên là phải xả năng lượng ra. Uống nước chanh đường nha, lai rai cứ 20 ký, lít 20 ký là 1 lít. Uống cho đến khi nào thấy đói thì mới được ăn, còn chưa đói thì không được ăn. Xả cho đến khi nào hết ha, xả cho đến khi nào mà cảm thấy đói thì mới được ăn. À, nếu không sẽ đột quỵ bất cứ lúc nào, cảnh báo trước nha. Phải nói cho khách biết nha, chứ không mình ân hận đó, vì mình không nói mình sẽ ân hận đó. À, thậm chí người nhà của nhà phân phối mà không làm thì cũng bị như thường nha. À, người nhà của nhà phân phối mà không chịu làm theo thì cũng có vấn đề như thường, kể cả nhà phân phối cũng vậy, ai cũng vậy. Nếu không làm là sẽ có nguy hiểm, vì đột quỵ mà nó đâu có báo trước. Ta đã có báo trước mà lại chúng ta cố tình không chịu nghe, không chịu quan tâm mà thôi. Chứ còn nó báo trước rồi, nước tiểu vàng là nó báo rồi đó. Cứ nước tiểu vàng là nó báo rồi đó. Não mình đã báo động, não đang thiếu chất giải nhiệt, và tình trạng cơ thể của bạn rất là bất ổn, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Nước tiểu vàng nha. Xả dư ký như vậy là ok rồi, cứ xả đi, cứ xả. Còn tối mất ngủ kệ nó. Mất ngủ mà không ngọt là được rồi, cứ xả đi. Mất thì cứ mất không sao, tại vì mất ngủ, người ta mất ngủ nhiều rồi, mất thêm vài ngày nữa cũng chả sao đâu. Cho nên là cứ xả hết đi đã. Xả hết xong sau đó mình cân lại sẽ ngủ lại thôi. Nhớ là ban ngày sẽ uống chanh đường cho tới khoảng 6 giờ thôi. Tới 6 giờ thôi, xong sau đó mình sẽ ăn uống một chút xíu, cũng bổ sung cho tủy nhưng mà không quá cay nha, không quá cay, không quá nhiều. Dạ. Nó sẽ không bổ sung quá nhiều, bởi vì chúng ta đang cái nào đang lưng thì chúng ta đang đổ đầy, mà chúng ta lại đổ cái kia đầy nữa. Cái năng lượng đường nó lưng nó thấp hơn cái năng lượng béo. Bây giờ mình đổ đường mình vừa đổ béo thì rõ ràng là hai cái này nó khó mà cân. Cho nên chúng ta đổ một cái thì nó sẽ nhanh cân hơn là chúng ta đổ cùng lúc hai cái cột, đúng không ạ? Có hiểu không? Các anh chị có hình dung được không? À, giống như mình có hai cái kho. Đó, một cái kho là ví dụ một cái kho là 8 lít, một cái kho là hiện nay là đang 16 lít chẳng hạn, ví dụ vậy đi. Đó, thì hai cái kho đó đang lệch nhau. Bây giờ mình đổ vô, mỗi ngày mình đổ vô 1 lít. Cái đổ 1 lít đường, cái nó tăng lên 17. Cái đổ 1 lít béo, cái nó tăng lên 9. Thì biết bao giờ nó mới cân được. Cho nên là chúng ta sẽ
Đúng là sẽ đổ, nhưng mà sao ạ? Một phần nhiều hơn, một phần ít hơn. Ví dụ đổ 2 lít đường, 1 lít béo. Ví dụ vậy, nó sẽ có lệch một chút xíu, nó bù lên đúng không ạ? Nó có phần trên lệch để nó bù đầy lên dần. Đó, đầy lên dần. Chứ chúng ta không nên là ngưng hẳn. Cũng có khi ngưng hẳn được, cũng có khi là không nên ngưng hẳn. Mà chúng ta cho ít phần kia, thiếu nhiều chúng ta bổ sung nhiều. Còn phần thiếu ít chúng ta sẽ bổ sung rất là ít. Đó, để cho nó có cơ hội nó cân nhanh hơn. Nói như vậy các anh chị nghe có hình dung được không? Có hình dung được không các anh? Hả? Bây giờ là được chị. Hả? Được. Nước tiểu vàng là năng lượng não của chị ấy là đang hụt, đang thiếu rất là nhiều. Nói như vậy nè. Nói như vậy để mày vậy. Hình dung. Cái cơ thể của chị ấy hiện tại là nó như vậy. Ví dụ có 4 cái kho năng lượng của mình đi ha. 4 cái kho. Một cái kho là một kho là chất bột. Nó đầy nhóc rồi. Một cái kho chất đạm của chị ấy, chị dùng 16 kg nó cũng đầy nhóc luôn, đầy luôn rồi, thậm chí nó còn lấn lên nữa đó, thậm chí nó còn lấn lên trên nữa. À, nó lấn lên mà không biết giải thì nó sẽ bị đột quỵ ngay tức khắc ha. Nó lấn lên cái mức cho phép, mức cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng sinh tồn. Nó lấn lên vượt xa cái ngưỡng sinh tồn thì mình không biết hóa giải thì mình sẽ bị đột quỵ ngay nha. Rồi kho đường, đấy kho đường của chị nó cạn thế này. Kho chất béo của chị cũng có thể kho chất béo của chị là nó nằm lưng lửng ở đây đấy. Đó, khi mình nhìn thấy rõ ràng là mình vẽ ra đây thì mình sẽ thấy gì? Dinh dưỡng trong cơ thể mình đang mất cân bằng, đúng không ạ? Dinh dưỡng của mình đang mất cân bằng, một cái thì quá thừa, một cái thì quá thiếu. Bây giờ thì ai thiếu cái này rất là nhiều. Chúng ta sẽ đổ cái này nhiều lên. Chúng ta sẽ đổ lên. Còn cái này cũng thiếu, chúng ta sẽ đổ ít ít. Đổ ít ít, đúng không? Cái này chúng ta đổ 2 phần, cái này chúng ta đổ 1 phần. Cái này chúng ta đổ 2 phần, cái này chúng ta đổ 1 phần. Dần dần đi lên, dần dần đi lên thì sao ạ? Mình không bổ sung cái này từ từ nó tụt xuống. Từ từ nó tụt xuống thì từ từ nó sẽ bằng. Cân với nhau thì lúc đó thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Ok, hình dung như vậy ha. Đó, hình dung như vậy. Thì mình phải xác định được sao mình biết được cái nào đang đầy, cái nào đang không đầy. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Ai cũng hiểu là mất cân bằng, nhưng không biết là mình đang thừa cái gì mà mình đang thiếu cái gì. Điều đó mới là điều quan trọng. Và nếu như mình biết chính xác thì mình bổ sung chính xác thì mình sẽ cải thiện rất nhanh. Còn nếu như mình không biết chính xác thì mình phải thử nha. Mình phải dò nghe cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình và mình điều chỉnh. Vậy nước tiểu vàng chứng tỏ thiếu đường rất nhiều. Nước thiếu đường. Đầu tiên là phải nói là thiếu nước. Nếu như uống nước, đã uống nước đủ nhưng vẫn vàng, chứng tỏ thiếu đường. Nước tiểu vàng là một là thiếu nước, hai là thiếu đường. Và hôm qua Mai chia sẻ rồi, thiếu đường thì nó nghiêm trọng như thế nào ạ? Thiếu đường, đường sẽ được dự trữ ở gan. Ở gan có một cái kho đường để dự trữ, để giải nhiệt cho cơ thể. Cho nên ai đó nóng tính, ai đó bị nám, bị nhiệt, bị gọi là nóng gan, có nghĩa là ai đó cảm giác là mình bị nóng gan thì mình đang thiếu đường. Ai đó bị viêm nhiễm thì viêm nhiễm viêm gan là chắc chắn bị thiếu đường. Vì cái kho đường này nếu nó đầy thì không có chỗ cho vi khuẩn virus gì ở. Còn nếu như nó lưng thì nó mới có chỗ trống cho mấy con kia nó ở. Cho nên các anh chị đổ đầy lên thì tự động nó sẽ đi ra. Các anh chị đổ đầy đường lên, cái kho đầy lên thì tự động nó sẽ đi ra. Cho nên cái kho đường của mình phải đủ. Còn nếu mình ăn dư thì sao? Mình ăn dư thì tự động nó sẽ thải ra ngoài. Và làm sao mình biết nó dư? Khi nước tiểu trắng và tiểu nhiều lần, mình biết nó dư rồi, mình sẽ không dùng đường nữa. Nước tiểu vàng, tiểu ít thì là đường. Còn nước tiểu trắng mà đi tiểu nhiều lần, mình biết mình dư đường rồi, ngưng lại thôi. Mình đi tiểu nhiều lắc nhắc, mình đi xét nghiệm nước, bác sĩ nói rồi bị tiểu đường, hoảng hồn cho uống thuốc vài bữa, chưa có tiểu đường mới có dư đường thải ra ngoài thôi. Chưa kịp tiểu đường, uống thuốc vô vài bữa bị tiểu đường thật luôn. Nhưng anh chị, mình phải có kiến thức này.
để mình cân chỉnh cơ thể của mình mỗi ngày thì mình sẽ không bao giờ bị tiểu đường. Mình thấy tiểu trắng, mình tiểu nhiều, lập tức dừng lại, không bổ sung đường nữa, tăng chất béo lên. Đó, tăng chất béo lên. Tiểu trắng, tiểu nhiều là thiếu chất béo. Có thể là mình cũng có ăn, tôi ăn rất nhiều chất béo, nhưng so với đường thì bạn vẫn chưa đủ, chưa cân. Nó chưa có cân, cho nên nó mới như vậy. Bây giờ thì chúng ta giảm đường thì phải tăng béo lên để cho nó cân. Các anh chị hình dung không ạ? Hai cái kho đó nó phải cân, một cái cực âm, một cái cực dương, nó phải cân với nhau. Chứ nó không có lợp, nó lợp là chúng ta sẽ xảy ra nước tiểu vàng hoặc nước tiểu trắng đi tiểu nhiều. Đấy. Thì chúng ta biết cơ thể của mình, nhìn nước tiểu của mình là biết cơ thể mình đang thiếu cái gì. Đúng ạ, đang thiếu cái gì. Mà nếu chúng ta cân bằng cơ thể chúng ta mà ở cái cân nặng chuẩn thì các kho bằng nhau. Nhưng cái cân nặng của chúng ta bị lố, cân nặng của chúng ta bị lố thì hai cái kho giữa bị dư. Đấy, cân nặng chúng ta bị lố thì hai cái kho này bị dư. Đó. Còn nếu chúng ta thiếu cân thì hai cái kho này bị thiếu. À, nhớ các anh chị. À, nếu chúng ta cân chuẩn thì bằng nhau vậy. Nếu mà thiếu cân thì hai kho này nó sụp xuống đây. À, nó sụp xuống đây. Còn nếu như thừa cân thì nó leo lên đây. Đó, nó leo lên đây thì nó sẽ thừa cân, còn nó sụp xuống đây thì nó sẽ thiếu cân. Đó. Chúng ta hình dung được không các? Mình hình dung được không ạ? Chị thích như vậy. Dựa vào cân nặng của mình. Dựa vào cân nặng của mình, dựa vào nước tiểu của mình có thể xác định được cái kho nào đang thiếu và cái kho nào đang dư, đúng không ạ? Như vậy dễ dàng cho chúng ta không ạ? Nếu chúng ta biết điều này, bạn cũng thực phẩm chức năng, các bạn cũng chết như thường. Uống thực phẩm chức năng vẫn bệnh, vẫn chết như thường. Nhưng nếu chúng ta biết điều này thì chúng ta dùng ít thôi, chúng ta vẫn phải, đúng không ạ? Chúng ta dùng tiết kiệm thôi, chừa phần lại cho người khác dùng, bởi vì nguyên liệu của mình rất là hiếm, cho nên mình sẽ dùng ít thôi, tiết kiệm thôi để cho người khác dùng. Đúng không ạ? Anh Phọng muốn nói gì đó, nãy giờ em nói quá cướp lời không được. Hay. Hay. Đấy, mình đang dư cân là mình đang dư bột với đạm. Ủa, đúng. Hôm qua khai ăn quá trời cơm, mà trước giờ ăn quá trời cơm, tôi không vô đó lớp học giờ bớt lại rồi con. Đúng vậy, cứ biết sao không? Mình sợ mình ăn cơm mà mình giảm đó là cái mình thấy là cũng do mình yếu. Cái mình cứ giữ hai chén thì hoài. Cứ mỗi một lần ăn là ăn hai chén. Dạ. Nhưng bây giờ mình biết dư hay thiếu gì không biết, mình đã biết thiết kế rồi. Thì mình sẽ chia cái bữa ăn của mình, năng lượng, đường là bao nhiêu, béo bao nhiêu, đạm bao nhiêu, bột bao nhiêu, mình sẽ cân chỉnh. Mình thấy cái nào dư, bớt cái đó, mình cân chỉnh. Ha? Cô Mai cho nói chuyện với anh Thúy chút xíu nha cô Mai. Ok. Dạ, ngày hôm qua là có xuống với anh Thúy để làm cái liệu trình đó. Dạ. Thì về thấy trong người nó có khác. Là cái đó là mình cứ hỏi cô Mai coi cái đó là chị em có làm điều được vậy không? Hay là chỉ riêng cô Thúy có làm được? Ví dụ qua cái những nhân viên á, công ty đào tạo cái ngành đó, công ty đào tạo và cái máy đó công ty cũng cung cấp luôn. Cho... Nhưng mà cái đó cũng như thêm cái mảng đó phải không? Đúng ví rồi. Ví dụ anh em là kinh doanh thì kinh doanh. Đúng rồi, thêm đúng cái rồi. Mình sẽ kết hợp cả online và offline, giống như một cái kinh doanh truyền thống để cho nhà phân phối của mình có tiền ngay và giúp khách hàng khỏe ngay, để chiếm lòng tin của khách hàng, chiếm tình yêu của khách hàng ngay. Đó. Rồi, mình sẽ okay. có nghĩa là đồ chơi của mình đủ hết rồi đó, phương tiện của mình đủ hết rồi đó, offline online đều có, cho nên là bây giờ mình chỉ có gì tập trung phát triển mà thôi. Thì các anh chị chỉ cần tập trung phát triển thì nó rất là nhanh. Mình có đủ, mình không thiếu một cái gì hết, nước uống mình có, rồi đã thông tin lạc, chương trình offline mình có một cái chương trình để hút khách hàng rất là tốt, vì khách hàng đến là thích. Anh Phọng thích không ạ? Lần đầu tiên mà hết à, thích ngay lập tức, đúng không ạ? Lần đầu tiên ngay lập tức đó, và mình có chương trình online nữa. Trời ơi, không gì cản nổi chúng ta. Chỉ có bây giờ còn là gì, thời địa lợi có rồi, bây giờ còn nhân hòa nữa thôi, còn chúng ta nữa thôi. Chúng ta có hòa thuận với nhau, chúng ta có đồng lòng với nhau, chúng ta có cùng nhau dắt tay nhau tiến về mục tiêu hay không mà thôi.
À, Mai chia sẻ một điều này với các anh chị ở đây nè. À, Mai dù có nói chuyện nói được với ai nhưng mà cũng không nói được với gia đình của mình đâu. Mai chỉ làm cho họ tự cảm nhận mà thôi chứ không nói được. Không nói được. Mình nói cả họ bác ngay, nói cả họ bác ngay, cho nên Mai không bao giờ nói. Không bao giờ nói, tự động đòi, tự động muốn dùng thôi. Có mẹ Mai là Mai chăm sóc thôi. À, mẹ Mai lúc trước, hôm trước Mai cũng có kể đó, mẹ Mai bị đa khối u phổi. À, và lúc đó Mai không biết cái phương pháp này. Mai chỉ biết phương pháp đơn thuần là phương pháp về dinh dưỡng thôi. Đó. À, nhưng mà Mai hỏi thầy của Mai, tại vì mẹ mình bị cho nên cũng hoảng lắm. Hỏi thầy, xin ý kiến của thầy. Thầy ơi, mẹ bị thì thầy thấy sao thầy? Thầy thấy tình hình sao thầy, có khả quan không thầy? Cái thầy nói, thầy lắc đầu nói, này giai đoạn muộn rồi, cái này chỉ là kéo dài thôi chứ còn không khả quan. Rồi mình nghe thôi. Lập tức gạt bỏ ông thầy luôn, không thèm chơi với ông thầy nữa. Không chơi với ông thầy nữa, tự xử. Đó, tự xử luôn. Tự suy luận. Cũng mày cũng được học về dinh dưỡng rất nhiều, mày tự suy luận, mày tự cho mẹ dùng. Tự cho mẹ dùng thì cuối cùng là sau 2 tháng đầu tiên không có nhúc nhích gì hết. 2 tháng đầu không có nhúc nhích gì hết, mẹ nói không dùng nữa. Này là thôi, chứ bệnh này không thể nào trị được đâu. À, đừng có cho mẹ dùng nữa, dùng tốn tiền lắm. Tại vì 1 tháng mẹ dùng khoảng 20-30 triệu lận. Rất là nhiều, dùng liều rất là cao. Dùng 20 triệu mà lúc đó Mai chưa có thu nhập. Lúc đó thật sự Mai chưa có thu nhập. Nhưng mà kêu gọi thì anh chị em nào, Mai không kêu gọi, tự một mình cắm thôi. Đó. Và Mai cứ nói nếu mà mẹ không dùng con sẽ nghỉ làm, chứ con không làm, vì con giúp người khác được nhưng con không giúp mẹ được thì con không có cái mặt mũi nào đi làm, con không có lời lẽ nào để đi làm được hết. Con không có lời lẽ nào để nói người ta được hết. Vì vậy nếu mẹ không dùng con sẽ không làm, con sẽ nghỉ làm. Thế là mẹ sợ nghỉ làm cho nên mẹ dùng. À, may mắn là mẹ dùng tháng thứ 3 thì bắt đầu khối u nó nhỏ lại. Và sau tháng thứ 5 thì hoàn toàn hết. Và bây giờ thì phổi của mẹ Mai lành lặn, không có một chút sẹo nào. Không có một chút sẹo nào. Vô khám, tái khám mà bác sĩ phải giật mình. Bác sĩ nói, trời ơi, bà tình trạng của bà sao được như vậy? Hay vậy? Bà dùng cái gì vậy? Mẹ cười cười nói, thì ta dùng thực phẩm chức năng. Mẹ chứ đấy, ta dùng thực phẩm chức năng. Đấy. Bác sĩ cũng phải giật mình. À, cho nên là những gì mà bác sĩ nói, những gì mà bác sĩ bó tay thì mình đừng có bi quan, bởi vì nó có thể còn rất là nhiều cái cơ hội khác, còn rất là nhiều cái giải pháp khác, mà vì ở cái góc của bác sĩ thì người ta nhìn được cái góc đó và người ta không nhìn thấy thôi. Đó, cho nên mình sẽ tìm một cái góc khác, mình tìm kiếm một cái góc khác. Quan điểm mà cũng như quan điểm vậy thôi. Mình học cái nào thì mình biết cái đó, mình không cái phần khác thì mình không biết cái phần khác thôi, cho nên mình cũng sẽ tìm kiếm nhiều cái khác. Chứ còn đi ông bác sĩ này mà nói như vậy và không tin thì đi ông bác sĩ khác thì cũng thế thôi. Vì sao? Vì có một trường phái mà thôi, có một góc nhìn mà thôi. Mình sẽ chạy góc khác, đúng không ạ? Mình chạy sẽ chạy góc khác chứ mình đừng chạy ngay góc đó nữa. Đó, mình sẽ đi qua cái hướng tây y không được thì chạy qua hướng đông y. Đó, hướng đông y dinh dưỡng của mình thì cũng là nó cũng bắt nguồn từ đông y mà thôi, nó cũng bắt nguồn giống như từ đông y thôi. Thì được, nhưng mà được cái là gì, nó đã chiết xuất ra, nó đã loại bỏ được những cái tạp chất, những cái thứ độc hại cho cơ thể của mình, và nó lấy những cái phần tinh túy nhất cho cơ thể để cơ thể mình không thải rác. Đó, vì trong cơ thể mình mà khi bệnh rồi cơ thể đầy rác các anh chị, khi bệnh thì cơ thể mình nó đầy rác, nó rác thải rất nhiều mà không thải ra được, vì cơ thể mình không đủ sức để thải ra, nó tắc nghẽn rồi, nó nghẽn tùm lum hết rồi, không thải ra được. Cho nên chúng ta không thể nào có thể ăn cái thức ăn thô mà có thể giải quyết được cả, vì thức ăn thô lại tiếp thải rác, lại đưa rất là nhiều rác vào. Đặc biệt là cái thời buổi này, cái thực phẩm thô rất là nhiều rác. Đó, các anh chị phải hình dung nó như thế. Mai sẽ không nói theo cái kiểu của Tây y, Mai không nói theo cái kiểu của khoa học, mà nói theo cái kiểu mà các anh chị có thể hình dung được. Mà nói theo cái kiểu mà các anh chị có thể hình dung được một cách rất là bình dân, rất là lúa, để cho các anh chị có thể hiểu được. Mình hình dung ra được, mình dùng cái não của mình có thể hình dung được, chứ không cần phải là minh chứng khoa học, đúng không các anh chị? Não chúng ta có thể hình dung ra được và có thể hiểu được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cố tình không hiểu hiểu, chúng ta cố tình học những cái bên ngoài để không chịu hiểu những cái điều phân tích, những cái điều mà não phân tích.
Cho nên là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối trong vấn đề sức khỏe của mình. Các chị thấy cái tác dụng phụ của mai, tác dụng phụ của sản phẩm DC không ạ? Đi không ạ? Chủ đề nào của nó có được không? Nó mà nghe đổi như mai xin lỗi các anh chị. Vì sao? Đó là tác dụng phụ. Vậy giờ mới nói rồi, mới nói là tác dụng phụ đó. Sao sao còn trên này mà đâu tới đây ạ? Bây giờ anh nói hết không cho ai nói hết trơn á, xin lỗi các anh chị. Ai muốn nói gì còn nói đi, tôi bị tác dụng phụ. Nói nhiều gì nữa chị? Tôi nói em đi. Nói rất là nhiều, nói nhiều không chịu được. À, sợ các anh chị mày nói nhiều quá các anh chị không có cơ hội để nói, mày xin lỗi. Đấy, mình không bị rồi chứ thôi ngồi tiếp. Dạ. Dạ bye bye Hình Vọng. Rồi, các anh chị có ai hỏi câu hỏi gì không ạ? Có anh chị nào có hỏi nào không, mày giải đáp luôn. Dạ chị ơi, cô Mạng nói không được, cô Mạng chat trong phòng chat, nhờ chị tư vấn giúp à. À, đọc với em. Dạ, có một khách hàng là cao 1m50, nặng 45kg, 62 tuổi, có con, tập thể dục 5 trên một ngày, làm lao công, bị bệnh dạ dày, viêm đại tràng, viêm mũi, viêm họng, đau cơ tay, cơ chân, nước tiểu vàng, tê chân nóng, máu nhiễm máu gì á. À. Không, tại vì cô ghi sao em đọc vậy thì mình sử dụng bổ tủy đúng không? Nước tiểu vàng. À. Nước tiểu vàng thì đầu tiên phải giải nhiệt cái đã. Cô này không phải chỉ có não tủy đều bị hụt hết. kể cả cổ suy dinh dưỡng, tóm lại là cổ suy dinh dưỡng là thiếu toàn tập. Đó, cậu này có thiếu toàn tập. Là thiếu toàn tập nhưng mà sao? Mất cân bằng nữa. Đó, vừa thiếu toàn tập mà vừa mất cân bằng, cho nên bây giờ đầu tiên là chúng ta cân bằng cái đã. Cân bằng ở mức thấp cái đã. Cân bằng ở mức thấp để khỏe cái đã. Rồi xong sau đó bắt đầu chúng ta mới nâng lên, bắt đầu mới tăng lên. Đó, bắt đầu tăng cân lên dần dần, nâng tất cả các cái năng lượng đó nâng lên. Rồi, ban đầu thì phải cân cho chị cái đã. Để cho nước tiểu của chị trong ra. Chị phải bổ sung năng lượng cho não để cho nước tiểu trong ra cái đã, xong sau đó giải quyết cái gì giải quyết tiếp theo. Nha cô Mận. À, cô Mận thiết kế lại bữa ăn cho cô này. À, thiết kế bữa ăn cho cô ấy và tăng cái năng lượng đường. Tăng năng lượng đường và năng lượng bột. À, tăng bột với đường. Cô này tăng bột với đường. Tăng bột với đường thì nước tiểu cổ sẽ trắng ra và đồng thời cái dạ dày của cổ, nếu mà cái dạ dày của cổ mà do thiếu bột gây ra thì nó cũng sẽ được cải thiện đó. Hãy có những cái bệnh dạ dày do thiếu bột gây ra đó, thiếu tinh bột gây ra. Hello cô Mận, hả, cho 73 nha cô Mận ơi. Nhiều chất khác nhau không có quan trọng, quan trọng là cân bằng năng lượng chất tính sao. Cân bằng năng lượng tự động cơ thể sẽ điều chỉnh, còn trong quá trình chúng ta ăn thì cơ thể chúng ta tự sẽ lấy chất, còn khi mà thiếu chất thì bắt buộc đương nhiên là phải bổ sung vitamin hoặc khoáng chất rồi. Hai cái chất mà không thể thiếu được nhưng nó không phải là cấp thiết, không thể thiếu nhưng mà cũng không phải cấp thiết. Cái cấp thiết nhất là cân bằng cái năng lượng của mình, cân bằng cái năng lượng não của mình. Tại vì ở cái cơ chế mà sinh tồn á thì chúng ta chỉ cần đạm bột là ở cơ chế sinh tồn. Còn năng lượng béo và năng lượng đường là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe. Nếu mà cân được hai cái đó thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe. Tại sao mới nói cơ chế sinh tồn là chỉ cần đạm bột? Bởi vì các anh chị thường ăn đạm với bột thôi, các anh chị vẫn sống được. Đúng không ạ? Các anh chị vẫn sống bình thường. Không ăn béo vẫn sống bình thường. Có rất là nhiều người chỉ ăn đạm và bột thôi thì vẫn sống. Và có người không đủ vitamin, không đủ khoáng chất, họ cũng sống bình thường. Họ có bệnh nhưng mà sẽ xảy ra lâu. Cho nên đối với trường hợp của cô thì cân bằng cái năng lượng trước đi ha. Cân bằng năng lượng, còn bổ sung dinh dưỡng là chuyện đương nhiên rồi. Thì đương nhiên là trong quá trình cân bằng xong chúng ta sẽ bù chất. Bù chất thì chất ở đâu? Canxi, tảo. Tảo chúng ta có đầy đủ các loại vitamin, canxi chúng ta có đủ.
có khoáng chất, nhưng mà bổ sung tảo và canxi mà không cân bằng năng lượng thì các bạn cũng không khỏe được. Vì vậy cái cần giải quyết nhanh chóng để cho người ta khỏe nhanh đó là cân bằng cái năng lượng cho họ. Khi năng lượng họ cân bằng, họ thấy dễ chịu hơn, xong sau đó chúng ta mới bổ sung dinh dưỡng để cho họ tăng cân lên, rồi dần dần họ sẽ của họ sẽ nâng lên, thể lực của họ sẽ nâng lên. Chị cô Mận cho họ ăn 73 nha, 73, 70% là năng lượng lạnh, 30% là năng lượng nóng. Cho ăn 73 vẫn đủ, nhưng mà 73 nha. Nên là chúng ta phải hiểu được là đối tượng của mình là ai. Mình phải chia sẻ cho họ bước đầu tiên để cho họ thực hành cái đã. Xong sau đó, một cái bệnh không thể nào đưa cả sản phẩm, đưa tất cả mọi thứ cùng một lúc để chữa được. Mình phải đi từ từ, đúng không ạ? Cái gì cũng phải từ, từng bước. Chứ không thể nào là tôi có bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D, dồn hết tất cả sản phẩm cùng một lúc được. Không thể làm như thế, đúng không các anh chị? Không có ông bác sĩ nào mà có thể... Các anh chị có thể đi bác sĩ chữa cho các anh chị đúng một bệnh. Bác sĩ tiêu hóa chữa đúng một bệnh tiêu hóa. Và các anh chị có xương khớp, các anh chị chạy qua bác sĩ xương khớp lại cho một mớ thuốc xương khớp nữa. Rồi đi qua bác sĩ tim mạch lại cho một mớ thuốc tim mạch nữa. Các anh chị dồn tất tần tật cái thứ đó uống vào, các anh chị sẽ chết sớm. Hiểu không ạ? Tại vì sao? Phải có một người theo dõi mình từ đầu cho đến cuối. Theo dõi những thứ mình dùng, cỏ này một ông cho cái toa thuốc này, ông kia cho cái thuốc khác, uống vô nó tương tác với nhau rồi nó đánh lộn nhau, rồi không biết cái nào trước cái nào sau, rồi uống tùm lum thuốc vô hết thì chết sớm. Vì vậy chúng ta phải kiểm soát tâm lý của mình, phải biết là từng bước ha, kiểm soát tâm lý để chúng ta, bệnh chúng ta có nhưng mà sao, bệnh thì cũng phải từ từ mà gỡ. Bệnh của mình đã hình thành bao nhiêu chục năm nay rồi, bây giờ gỡ ra cũng phải tháo từ từ, chứ đâu có một hơi một mà tháo, đúng không các anh chị? Chúng ta không thể vội vàng được, chúng ta phải tháo từ từ và chúng ta phải biết tháo cái chỗ nào, đúng không ạ? Chúng ta phải biết tháo cái chỗ nào trước và cái chỗ nào sau thì như vậy thì nó mới không bị rối. Nếu mà chúng ta tháo loạn xà ngầu thì nó sẽ bị rối. Mà nói như vậy các anh chị có thể hiểu được đúng không ạ? Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ phải cân bằng năng lượng trước. Đó, năng lượng trước, bổ sung dinh dưỡng là một quá trình, chứ không phải là bổ sung dinh dưỡng là một ngày một bữa. Mà cân bằng năng lượng thì chúng ta sẽ cân bằng được rất là nhanh. Cân bằng năng lượng chúng ta sẽ cân bằng được rất nhanh và chúng ta sẽ lấy lại sức khỏe rất là nhanh. Cho nên chúng ta làm nó trước, và nó ít tốn tiền, chúng ta làm nó trước, nó là gốc, chúng ta làm nó trước, được không các anh chị? Còn cái phần bổ sung dinh dưỡng, da cần 4-6 tháng, cơ cần 2-3 năm, gân cần 3-5 năm, xương cần 7-10 năm. Thì chúng ta gấp cái gì, đúng không ạ? Chúng ta gấp cái gì? Không có 1-2 tháng cũng đâu có chết, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần phải biết là cái gì trước, cái gì sau, và phải kiểm soát tâm lý của mình, phải dẫn dắt khách hàng của mình từng bước một. Một hơi một đưa vào quá rồi thứ là cách loạn hoảng luôn. Nên các bạn, đây là cái điều mà chúng ta cần phải kiểm soát cái cảm xúc của mình để chúng ta có thể là tư vấn cho khách hàng mình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. Đó là lý do tại chúng ta phải học cái này. Và các bạn thấy là ly nước rỗng khi vào đây, khi các bạn chưa thành công, làm ơn hãy là ly nước rỗng giùm Mai để các bạn thành công nhanh. Nếu không, các bạn tự là cái rào cản của mình, các bạn chính là cái rào cản của mình. Mình phải biết điều đó nha. Nếu mà các bạn còn ý kiến ý cò đem những thứ bên ngoài vào đây, bạn chính là rào cản của mình, chứ còn không hại ai hết, không ảnh hưởng ai hết. Nói để cho các bạn hình dung được ha. Chúng ta phải điều chỉnh, chúng ta phải học được cách lắng nghe. Học cách lắng nghe thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái gọi là, chúng ta né được những cái ổ gà, ổ chó, ổ voi, ổ chuột gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ né được, chúng ta biết đi con đường nào nó nhanh nhất, nó nhanh thành công nhất. Cho nên thật ra thì cái rào cản lớn nhất không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Cái rào cản lớn nhất chính là bản thân mình. Bản thân mình không buông xuống được bản thân mình. Bản thân mình không chủ tịch có bài
chia sẻ rồi đó. Xin Chúa hãy lấy đi sự kiêu ngạo của con để cho con chịu học hỏi. Câu này, cái câu này là cái câu mà Mai phải học và Mai phải nghi ngẫm nó rất là nhiều. Xin Chúa hãy lấy đi sự kiêu ngạo của con để cho con chịu học hỏi. Ai cũng có sự kiêu ngạo của mình, đúng không ạ? À, ai cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta vào đây là để phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân, đưa chúng ta đến thành công. Nó sẽ đưa chúng ta đến thành công nhanh nhất. Vì vậy, vì phát triển bản thân là làm gì? Phát triển bản thân là làm cái gì? Đầu tiên là chúng ta biết lắng nghe. Và chúng ta biết tiếp thu những cái điều gì đó. Chúng ta biết học hỏi từ những người đi trước đã rút tỉa kinh nghiệm cho mình. Và không đưa cái tôi của mình ra. Đó, không có là không đưa cái tôi của mình ra quá. Đó, chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ giảm được cái rào cản của bản thân và chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Nhớ các anh chị. Một số các bạn ở đây đã làm với Mai rất là nhiều năm rồi. Một số người đã làm việc với Mai rất là nhiều năm rồi. Cũng đã nhìn thấy thành quả của Mai rồi. Đúng không ạ? Và các bạn còn không tin tưởng Mai hay sao? Đúng không ạ? Các bạn hãy cho phép mình một lần tin tưởng Mai đi. Thử xem sao. Xem cách kết quả của mình ra sao. Và những người tin tưởng Mai phát triển rất là nhanh. Mai nhìn thấy điều đó. Những người mà làm theo sự hướng dẫn của Mai phát triển rất là nhanh. Trong khi những người cứ thể hiện cái tôi của mình, đưa ra những cái quan điểm của mình riêng vào thì sao ạ? Mình xem lại xem, mình phát triển rất là chậm, đúng không? Các anh chị tự mình nhìn lại, tự mình quan sát lại để xem. Tự mình xem, đúng không ạ? Mai nói điều này là không phải nói là Mai hay Mai giỏi. Mai chỉ muốn giúp đỡ các anh chị mà thôi. Mai chỉ nói để thức tỉnh các anh chị, để giúp đỡ các anh chị mà thôi. Mai không có ý là cho ta đây là hay, ta đây là giỏi. Mai không phải ý đó nha các anh chị. Mai không có ý đó đâu. Mai chỉ mong muốn thức tỉnh để các anh chị có thể thành công nhanh hơn. Bởi vì cái sự thành công các anh chị, Mai mong đợi hơn là các anh chị tưởng. Mai mong đợi các anh chị thành công nhiều hơn các anh chị tưởng. Các anh chị có hiểu được không ạ? Hiểu được. Mai mong đợi các anh chị thành công lớn hơn những gì các anh chị tưởng tượng. Cho nên sáng nào Mai cũng ra đây Mai ngồi, sáng nào Mai cũng ra đây Mai ngồi để Mai gì? Mai muốn từng ngày nói chuyện với các anh chị để từng ngày giúp cho các anh chị thay đổi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, giúp cho anh chị thành công nhanh hơn. Cái hạnh phúc nhất của Mai đó là sự thành công của các anh chị. Bây giờ Mai đã đạt những cái điều mình muốn rồi. Cái gọi là cái nhiệm vụ kế tiếp của Mai, cái gọi là cái nhiệm vụ hiện tại của Mai đó là làm sao để các anh chị thành công thôi. Các anh chị phải hiểu được những cái tâm ý của Mai dành cho các anh chị nha. Đừng giận Mai, nếu như Mai nói cái gì mà các anh chị buồn, các anh chị tổn thương, các anh chị bực bội thì cho Mai xin lỗi nha. Tất cả những gì Mai nói ở đây là chỉ mong muốn các anh chị thành công mà thôi. Vì Mai thấy cái rào cản trước mặt các anh chị, cho nên Mai muốn các anh chị phải nhìn thấy nó và xóa nó đi. Các anh chị mở miệng ra hay các anh chị làm một cái điều gì đó, Mai lập tức sẽ nhìn thấy cái rào cản nào trước mặt các anh chị. Mai sẽ thấy được ngay là cái rào cản gì. Mai sẽ đọc tên được nó, Mai sẽ gọi tên được nó và Mai sẽ giúp cho các anh chị hóa giải được nó nếu cho các anh chị tin. Mai đọc tên được ha, rào cản của các anh chị là cái rào cản đó là gì, Mai gọi tên nó được. Mai gọi tên nó được thì Mai sẽ hóa giải nó được. Những cái rào cản về bản thân là lớn nhất. Nó là lớn nhất, nó quyết định tới 80% sự thành công. Vì vậy nếu mà các anh chị mà vượt qua được cái rào cản này rồi thì những cái rào cản khác chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nó không là gì. Ví dụ như chúng ta luyện tập để chúng ta nhảy cao qua được cái rào 2 mét đi, thì những cái rào khác 1 mét rưỡi là gì ạ? Là chuyện nhỏ. Đúng không ạ? Những cái rào khác 1 mét, 1.5 mét nó là chuyện nhỏ. Cho nên là chúng ta học cách để vượt qua bản thân mình, xóa bỏ cái rào cản bản thân mình. Đó là điều quan trọng nhất, là chúng ta học cách lắng nghe, học cách ghi nhận, học cách công nhận người khác. Đó, học cách tha thứ, học cách xin lỗi, học cách cảm ơn. Đó, những thứ đó thôi. Đúng không ạ? Những thứ đó thôi, đâu có gì đâu ạ. Và học cách công nhận bản thân mình. Kể cả công nhận người khác mà còn chúng ta còn phải học cách công nhận bản thân mình nữa. Nói nhiều quá. Rồi, cảm ơn chị nào. Ủa, chị ơi, đang nghe chị hay lắm.
Cảm ơn Ngân. Nói nhiều mà nói hay chị ơi. Ok, cảm ơn Liễu. Tại vì bây biết có các anh chị cũng từng đi học ở bên ngoài rồi, đã từng làm nhiều rồi, thì chúng ta sẽ được học phát triển cá nhân rất là nhiều. Nhưng mà sẽ có một số anh chị là người mới, chưa bao giờ được biết. Cho nên là những gì mà Mai nói mà có thừa thì các anh chị đừng có lấy về nha. Mai nói mà thiếu, cái nào mà mình thiếu thì mình hốt về, cái nào mà thừa thì thôi, không cần phải lấy về nha. Các anh chị. Thôi thôi, sáng này như vậy rất là vui rồi. Các anh chị cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn. Sáng mình khó vô đây để mình nhận một số cái năng lượng tích cực, để có thể mình có một ngày làm việc thật là tích cực, thật là hiệu quả. Nha, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các anh chị làm cho Mai cười rất là nhiều, cho nên là Mai sẽ nhận được rất nhiều nhiều hơn các anh chị rất là nhiều đó. Nha, cảm ơn. Cảm ơn Mai nhiều. Cảm ơn chị Mai nhiều. Cảm ơn nha. Hẹn gặp lại tối nay. Cảm ơn nha.